vợ chồng cũng tìm hiểu với nhau là không bao đâu có ba tiếng hồi là cũng vẫn thương nhau tới giờ chứ. Em có gặp được anh Thạch á, ảnh rước em làm vợ thì vợ chồng em á có chỉ chưa được 3 tiếng hồ mà ảnh cũng rất thương em. Chồng em á bây giờ á nghèo, em cũng nghèo nhưng mà chồng em nghèo á, nhưng mà em sống có lối sống em khoái, em thích có tình có nghĩa. Bây giờ chồng em á tuy rằng á một nghèo gốc ba gốc hai đất đi, nhưng mà cưới em như rước em về rồi á, em nói thiệt một ký gạo á mà nấu cơm ăn vợ chồng vẫn ngon nữa, chứ em không có đua đòi mà ham giàu sang phú quý đâu. Dạ. Biết em biết rằng chồng em nghèo thiệt, nhưng mà em vẫn lấy, em thích như vậy đó mấy anh mấy chị, chứ mấy anh mấy chị đừng có hiểu lầm tội nghiệp cho em. Tôi cũng mới ký nè, hôm rồi á tôi cũng có nói thương vợ tôi mà cộng đồng mạng á đừng có ném đá chửi vợ tôi nữa, bây giờ cũng có đôi bạn rồi, bây giờ giọng tôi hạnh phúc rồi. Có gì thì bỏ qua đi, vợ tôi không bị nó nói lên đỡ lời, nó nói ví dụ ba cái tiền bạc mà thiếu nợ nó khóc đó, bây giờ cũng tha thứ đi, đừng có chửi ném đá nữa với hai năm mấy anh đó, tôi phiền mấy anh đó, người ta có vợ có chồng rồi đừng bắt hạnh phúc của người ta đó. Mấy anh theo mấy anh mà phá hút mấy anh chịu không, bây giờ đừng có phá gậy người ta nữa. Chỉ là trong những ngày qua chắc có các anh gọi đến có, chị Dạ em Nghĩa xin chào cô chú anh chị trong và ngoài nước. Dạ hiện tại em đang có mặt ở xóm trọ ở khu vực quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Thì lúc trước em cũng có chia sẻ chương trình anh Thạch với chị Mỹ thì tìm hiểu nhau chỉ có 3 tiếng đồng hồ và đến với một cái tình yêu rất là nhanh, chưa đầy 3 tiếng đó cả nhà. Thì bây giờ câu chuyện như thế nào thì em cùng với cô chú anh chị vào bên trong để chia sẻ câu chuyện xem anh chị hạnh phúc như thế nào nha. Dạ em chào anh chị. Rồi chị chào em Nghĩa, chào chú. Dạ, chào khán giả giúp em nha. Chào bà cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Dạ. Vợ chồng em là em Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, 52 tuổi. Em ở ấp 11, xã Duy Thắng, huyện Duy Thủy, tỉnh Hậu Giang. Em có lấy chồng em là ảnh tên Nam Thạch, mà ảnh ở quê Cà Mau, còn em ở tỉnh Hậu Giang. Em bữa ngày ngay chân cái ngày 21 là tháng 7, em có gặp được anh Thạch, ảnh rước em làm vợ. Thì vợ chồng em có chỉ chưa được 3 tiếng hồ mà ảnh cũng rất thương em. Thì em cũng chào anh chị sẵn giả trong nước và ngoài nước. Em cũng cảm ơn anh chị, vợ chồng em ngày nay em có chồng rồi em được hạnh phúc á. Em cũng là cảm ơn anh chị trong nước và ngoài nước. Anh Thạch có những gì chia sẻ trong những ngày qua rồi mà mình với chị đến với nhau á, mình ở đây mình cảm thấy là cái hạnh phúc như thế nào, anh có thể chia sẻ để cho cô chú khán giả biết đó anh. Thì anh ấy đến đây rồi đó, lên tìm vợ là có đối thương á, rồi vợ chồng cũng tìm hiểu với nhau là không bao đâu có ba tiếng hồi là cũng vẫn thương nhau tới giờ, chứ không mình sống ở đâu được cũng phải vậy cho bữa nay vợ gần tháng rồi. Dạ mình ở nhau cũng gần tháng rồi là giờ vợ chồng vậy. Vợ chồng cùng xây dựng cái hạnh phúc hả chị? Đúng rồi chú, hổm gài về á anh Thạch chồng chị á con năm anh cũng thương chị lắm, đi mừng á đến qua bên công trình ảnh mừng bảo vệ, chứ anh cũng điện về ảnh hỏi em ơi khỏe không, em có bệnh đau gì không, em ăn cơm rồi chưa, ảnh cũng quan tâm tới chị, được chồng chị là thương chị rất mừng chú ơi. Dạ. Bị chị cũng khổ mà ngày nay chị gặp anh Nam Thạch đó là ảnh thương chị, là chồng chị ảnh thương chị rất mừng. Tuy rằng ảnh nghèo thiệt chứ cái lối sống của ảnh á, ảnh biết điều, ảnh thương vợ lắm, chị mừng lắm. Dạ. Mấy chị đừng có hiểu lầm cho em. Em Ngọc Mỹ 52 tuổi, tại vì em cũng khổ hai lần rồi, lần ông xã trước em thì chết, lần sau này em cũng ly dị 7-8 năm em sống một mình. Cái sự đau khổ của em á em trải qua rồi, em khổ lắm mấy anh, chị ơi, mấy chị á, anh chị á đừng có hiểu lầm mà nói em đồ này kia nọ tội nghiệp em. Chồng em á bây giờ á nghèo, em cũng nghèo nhưng mà chồng em nghèo á, nhưng mà em sống có lối sống em khoái, em thích có tình có nghĩa. Bây giờ chồng em á tuy rằng á một nghèo gốc ba gốc hai đất đi, nhưng mà cưới em như rước em về rồi á, em nói thiệt một ký gạo á mà nấu cơm ăn vợ chồng vẫn ngon nữa, chứ em không có đua đòi mà ham giàu sang phú quý đâu. Mấy anh mấy chị trong nước ngoài nước cũng suy nghĩ thương em đi, em không có như vậy. Dạ. Biết em biết rằng chồng em nghèo thiệt, nhưng mà em vẫn lấy, em thích như vậy đó mấy anh mấy chị, chứ mấy anh mấy chị đừng có hiểu lầm tội nghiệp cho em. Dạ. Em biết chồng chị em nghèo lắm nhưng mà em rất thương, em nói thiệt. Rồi trong những ngày qua rồi gia đình bên ông xã chị có liên lạc chia sẻ và động viên hay là nói gì không chị? Có chú, mà mấy chị em bạn dâu với em chồng đồ, chị chồng đồ cũng có điện, anh Thạch anh cũng báo, anh Nam anh cũng báo, anh nói là chị ơi em có vợ rồi, em gặp Ngọc Mỹ rồi ở Hậu Giang á, quê vợ em ở Hậu Giang. Vợ em cũng nghèo
mà em thấy vợ em cũng tội nghiệp, thấy hoàn cảnh vậy em cũng thương, mà em cũng nghèo thôi, ngày nay em lấy vợ rồi em mừng lắm, thôi em cũng thương Ngọc Mỹ rồi. Rồi cái nói báo lại mấy chị với chị em bạn dâu với em chồng đồ này kia, cháu chồng cũng nói là kêu anh Năm thật á dắt về đi. Rồi bây giờ bên chồng cũng điện chị mấy gài nói kêu anh Năm dắt chị về, là kệ có gì ăn nấy dắt chị Năm về đi với mà thím Năm về đi, rồi đi đây có gì ăn nấy đừng mần ăn, kệ có nhiêu ăn nhiêu, kêu dắt về ổng gài, cũng thương chị lắm. Dạ, vậy nói chồng đồ cũng nói là kêu con dâu á là chị em bạn dâu với chị á nói trong điện thoại Zalo á là kêu nói dắt về đi, bả nghe thấy lên YouTube thấy tội nghiệp quá à, thôi về đi, bả nhận, bả thương lắm. Dạ, vậy là gia đình bên chồng cũng thương. Thương lắm chú, kêu không dài đó, mà tại vì anh Năm ảnh đang bằng bảo vệ rồi, bây giờ kẹt còn có đây tới 15 16 tay lãnh lương mới có tiền về, chứ vợ chồng chị giờ cũng đang khổ không có tiền về quê, bây giờ đợi lãnh tiền xong rồi trả nợ xong rồi mới có còn nhính ra vài trăm ngàn đựng về xì quê với ảnh đó Cà Mau quá chú. Dạ. Không có tiền giờ cũng đang nợ ta ở đây dữ lắm. Khổ lắm. Mình dự định là khi nào mình về quê chị? À, cái 15 tây á thì cái ngày chủ nhật ảnh nói rồi là em ơi cái ngày chủ nhật lần 15 tây là ngày chủ nhật, 16 tây mới được lãnh lương, là chiều 16 tây lãnh lương. Dạ. Xong rồi á là tới 17 tây á là mới đi ra xe bắt xe gáp bây về với Cà Mau quê chồng chị ở Cà Mau. Dạ. Rồi á là rồi về dưới á, rồi chị cũng thấy nghèo khổ của hổm, chồng chị cũng cho chị được đôi bông, rồi mấy ngày sau nữa ảnh cũng mần đồ lặt vặt cái chị mua được đôi bông, chiếc nhẫn được mấy phân. Cái hồi sáng này chị thấy khổ quá, chồng chị thiếu nợ nần ta còn nợ nhiều quá. Chị thấy vậy chị khổ quá, cái chị mới mà bán ra chị trả nợ cho chồng chị thương chồng chị nói thôi kệ đi, mình đeo ở đây mà để chồng mình nói người ta nói này nói nọ vậy đó, chị chịu không nổi, chị lột chị bán rồi sáng rồi chú. Dạ. Trả nợ hết trơn. Dạ rồi. Là tự động chị bán để chị trả nợ cho chồng chị. Đúng rồi, tại vì chị thương chồng chị, mê mốt á, thí dụ chồng chị á sau này có về quê á mà bằng chồng chị á có đi mần mướn cho người ta là có tiền á thì chị sắm lại, tại vì chị thương chồng chị quá, chị không thích là có vàng mà để đeo mà mình chồng mình để người ta xài xẻ nặng nhẹ, chị không có thích như vậy. Kệ. Dạ. Đi nó vui vẻ, bây giờ có nhiêu ăn nhiêu đi, mà người ta chửi chồng chị không chịu, thôi để. Dạ. Anh ơi để em bán em trả nợ cho anh, nợ này đó là hồi lúc trước là chồng chị có hỏi mua chịu đựng đụng người ta ăn đó. Dạ. Là cũng tới thương luôn, mà bây giờ nó hơi nhiều quá rồi, thôi chị trả bớt. Dạ. Chú ơi, rồi cái lúc mà chị đến với anh á, chị biết là anh nghèo không? Nghèo biết chứ, chị biết nghèo, chị vẫn lấy, chị thích nghèo lắm, nghèo mà có tình có nghĩa chị lấy. Dạ. Chị biết nghèo đó, nghèo mà tới về mà đủ tiền xe mà xuống xe không có đồng bạc, không phải mượn tiền mua chịu đồ ăn mà chị vẫn lấy mà. Dạ. Chị thương chồng chị, tại chị mừng lắm, có chỗ ăn nghỉ là chị vui, chị mừng rồi, chứ chị không có đua đòi đâu chú. Dạ. Anh lấy được người vợ như chị Mỹ, anh cảm nghĩ như thế nào anh Thạch? Thì anh thấy quý trọng, anh thấy thương vợ lắm. Rồi vợ anh thì đó cũng phải nói đàng hoàng thì anh cũng không bỏ đâu, nó sống anh nó xử anh ác lắm, không bỏ. Dạ. Tốt vợ anh được không vợ bỏ. Thì cái chuyện quá khứ thì vợ trước của anh thì không đủ duyên, thì giờ mình đến với chị Mỹ thì anh cảm nghĩ như thế nào? Thì anh sống là anh có thương vợ, sống biết. Rồi vợ chồng sống hôm nay ở đây chắc cũng gần tháng rồi anh chị? Bữa 21 gần rồi. Tháng rồi, bữa 21 rồi, 21 tới thì nửa tháng rồi chú. Rồi mình cảm thấy hạnh phúc không chị? Hạnh phúc, ảnh thương chị lắm. Chị ảnh đi mần mà chị cũng vậy nữa, sáng là 5 giờ là ảnh quẩy bị đi rồi, là 3-4 giờ, 2-3 giờ một ngày là chị phải mua cà phê sữa Mina để sẵn đó, là phải làm cho ảnh uống một cày ba cử, ăn uống là nó thẳng chị lo hết. Dạ. Chị lo cho ảnh, chị thì thương ảnh lắm. Mình cũng lớn tuổi rồi anh chị, rồi. Mình cũng nương tựa nhau sống. Ừ. Rồi giờ dự định về quê là mình có gì thì mình sống cái nấy hay như thế nào vậy? Thì chia sẻ về quê mới có gì mình làm, có việc làm. Chị mình làm tốn, cũng định rồi chú ơi, bây giờ cũng khổ quá à. Chị giấy bây giờ cũng kẹt lắm, chị với anh Năm cũng khổ lắm anh Thạch á. Rồi giờ chị cũng biết ảnh nghèo chứ chị không có đâu rồi. Mà bây giờ chị nói chú thương đó là bây giờ phần tiền trong chổng là tới 15, 16 tay này lãnh là 7 triệu rưỡi là còn nguyên. Mà như vậy đó là tính ra 7 triệu rưỡi chị tính rồi là trả phần nợ hồi sáng chị hỏi ngoài chợ rồi là chưa có trả hết. Là chị trả chỗ 500, 200 rồi hen, là chị trả hết trơn rồi. Mà như vậy bây giờ đó dưới tiền nhà trọ là chưa trả nữa, là chị nghĩ là 7 triệu rưỡi đó hen. Nếu mà trả rồi đó như chắc cũng cỡ 600. Dạ. Chị tính rồi, bây giờ tính nhiều lắm. Bây giờ về mình về nhà về quê đâu có tốn tiền nhà trọ gì đâu. Không tốn tiền trọ, nhưng mà tiền về rồi chú về quê á, rồi cũng phải mua chị định là về quê á chú, rồi phải mua, là chị nói với anh ơi em ham dịch lắm, em nghèo chứ hồi đó giờ em không có chồng em ở mình chứ em cũng phải nuôi dịch lắm, mà tại số em á không có nhà không có chồng rồi cho nên á em không có nuôi dịch được chứ em phải nuôi dịch. Dạ. Tới nữa về anh có tiền anh mua cho em chừng 30 con dịch trắng á là em nuôi hết, chứ chừng vài trăm chừng 300 ngàn thôi,
chị mua bột nè, rồi chị mua mà đường nè, chị mua đậu nè, rồi chị đi gọt lá, anh chị kêu ảnh á, anh dắt em đi, hai chồng mình đi gọt lá gói bánh ít bánh tét bán, là cái đồng vốn đó mình giữ hoài một cái bánh á là mình bán 5.000-4.000 mà mình bỏ ra tiền bột tiền đề kia mình lời á, một cái thí dụ 2.000 đi mà mình ăn rồi lấy cái lời đó mình mua cá mua đồ mình ăn lặt vặt nó, rồi mình cái vốn mình giữ đó mua bột mua đường mình làm, tại vì chỉ có cái nghề đó đó chú. Làm bánh. Nhưng mà em nghĩ là anh ở trên đây anh làm bảo vệ ban đêm, vậy là vợ chồng cũng đâu có gặp chị nhau được nhiều đó, nó không hạnh phúc, không hạnh phúc. Dạ. Cái chia rẽ biết không, chia rẽ là hai ông dài giờ ảnh về với chị chứ không có đi nào cũng ngủ với chị chân, mỗi giờ dài đó chị không có nói gian đó chị. Dạ. Không, chị bệnh chị nói thiệt đó chú thương á, chị nằm chị khóc coi chị khóc luôn á. Chị, anh cũng quyết định là về quê, là cuộc sống vợ chồng ở quê cũng được hạnh phúc hơn, hạnh phúc hơn. Ở đây nó chia rẽ, ở đây tuy là mình hạnh phúc nhưng mà có tối không có cái đêm nào mình nghỉ ngủ chung hết, ngủ bên nhau. Dạ. À, chỉ bằng mà gặp ban ngày qua đêm không gặp, nhưng mà mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc hơn những thế nào anh, cũng bình thường hạnh phúc, nhưng mà ban đêm á không có nằm gần gũi được ổng đó. Dạ. Chú không thì... có đêm nào nằm gần chị thề luôn á. Dạ thì bữa vậy nè, là đi luôn mà anh ơi, cái này công việc mà mình làm anh cũng chị cũng thông cảm cho anh, nhưng mà cố gắng à, mấy ngày nữa thôi là tới 15 là vợ chồng được về quê rồi, thì lúc đó thì đoàn tụ mỗi đêm về thì mình có vợ có chồng, ban ngày thì cho dù cực nhọc như thế nào á, ban đêm thì cũng có vợ có chồng phụ thị. Bây giờ mình lớn tuổi rồi, con giờ thương mình cỡ nào cũng đâu có đem đến mình hạnh phúc được đâu, con không bằng vợ chồng. Dạ. Nó nói bằng miệng chứ bằng lời. Dạ. Cho nên anh chị thì cố gắng giữ cái hạnh phúc. Anh nói là thiệt, mình thương là chứ anh thật anh thương chị lắm nè, nhưng mà tại vì hoàn cảnh nghèo á chú. Chứ anh thương chị lắm, nhưng mà anh qua tới công trình rồi, anh vô tới cửa rồi, hồi anh cũng bóc điện thoại, anh nói vợ ơi, vợ khỏe không? Vợ có gì không? Vợ ăn cơm chưa? Cũng vợ chồng cũng bóc điện thoại lên nói chuyện, cũng như bên nước ngoài vậy đó. Cũng hỏi thăm tuy gần á, không nằm gần ban đêm với chồng, hạnh phúc với chồng ban đêm. Nhưng mà cái tình thương vẫn có mà, chị tuổi lắm em ơi, chị tuổi lắm. Thì cố gắng cũng vài ngày nữa thôi là mình được về quê rồi chị. Em cũng ngậm ngùi, em thương chồng em cũng ngậm ngùi, em bệnh em đét cái bệnh cái không được, nhưng mà em vẫn bóc cái điện thoại em điện. Rồi thôi được rồi chị, bây giờ như vậy nè chị, mình cố gắng mấy ngày nữa thì anh chị về quê thì mình bù đắp lại cái hạnh phúc. Nhiều cô chú khán giả bình luận và chia sẻ về hỏi thăm em á, là hỏi anh chị mới tìm hiểu chưa đầy 3 tiếng, phận cuộc tình 3 tiếng hiện tại bây giờ như thế nào rồi. Cho nên em hôm nay em ghé để em chia sẻ để cho cô chú biết quay rõ được. Quay lại coi, dạ. Coi. Cái hạnh phúc của mình là mình khi mình về bên nhau mình xây dựng hạnh phúc, chứ không phải là mình tìm hiểu lâu mà lâu mình có hạnh đâu, phúc nó, đâu. Không, lâu không được. Dạ. Ví dụ như nhiều người thì cũng có tìm hiểu dài 3 năm rồi đến với nhau cũng chia tay nhau. Thí dụ á, rồi bên ông chịu bên bà vậy, còn cháu ảnh hưởng lên chứ cái tánh anh là không vậy. Dạ. Anh phải đánh nhanh lúc lẹ liền. Mình thì bây giờ thì lúc trước cho dù mình gặp nhau chỉ có 3 tiếng là mình đến với nhau. Nhưng mà bây giờ cái hạnh phúc mình cũng rất là nhiều ha. Đúng. Dạ. Thấy càng thương là nắm đà cho thấy mình càng thương. Dạ. Mình kiểu mình khó khăn với nhau là, mình cảm là, cảm thấy nó dễ kiếm vợ hợp với nhau. Bây giờ chị nói với chú Nghĩa gì nè, thôi kệ chị em không à, chú giúp thì giúp cho chót đi. Cái hồi lúc trước chị về chị cũng biết chồng chị ảnh cũng nghèo rồi, chị cũng vẫn lấy ảnh. Yeah. Mà ảnh cũng lúc trước ảnh cũng mua cái thùng này lâu lắm rồi. Yeah. Thì mấy thôi giờ à. Chú mấy tháng rồi giờ thấy nó xài nó cũng cũ rồi, mà thôi giờ chú thương vợ chồng chị, chú giúp cho chị mua cái thùng này cho vợ chồng chị đi, cũng như chú khỏi đi chùa đi. Rồi thì để mua cho chị, đừng vợ chồng chị lên xe đừng về cho có tiền, đừng chị về đi lên xe về. Vậy là bây giờ trong nhà trọ này là vợ chồng chị là còn có cái thùng này là đáng giá nhất. Đúng rồi, cái thùng này là đáng giá nhất, chứ quần áo không cho người ta làm đùi lau, người ta không lau nữa, nghèo nữa. Họ bán cái rồi, bán tủ lạnh. Tủ lạnh mà họ bán có chịu à, rồi không lấy có tiền mình bán luôn hả? Đúng rồi, khổ quá. Vậy là bây giờ bán cái thùng rồi, bây giờ còn có quạt gió, có quạt. Là vài bữa bán luôn đường về quê chứ có tiền đâu mà về xe. Khổ thôi gì thì bây giờ cố gắng rồi mình về, mình về rồi mình làm xây dựng lại đó chị. Đúng rồi, dưới đường xa có gì không được, giờ bán lại kiếm tiền về xe chú ơi, chứ về dưới mà lỡ có ông bà có thương á, nếu hên mà dư được chừng 500-700 triệu chị mừng lắm, là chị độ thì về á anh về khu vực anh lời địa chỉ anh là ở đâu, nếu như chia sẻ lên á, cô chú mà có thương tình á, gần đó có thuê mình làm gì á thì liên lạc về để mình có việc làm, để mình vợ chồng mình nương tựa nhau sống. Anh về dưới thì anh cũng đi làm tùm lum tùm vẻ nha. Là địa chỉ của mình là khu vực nào anh? Ở Cà Mau, nằm về cái bệnh á, cái bệnh sử. Anh có thể đọc địa chỉ để cho cô chú biết được, có cô chú nào gần đó mà cần người làm á có thể liên lạc rồi thuê mình làm đó, để mình có được cái đồng tiền để vợ chồng cùng
trang trải cuộc sống anh. Thôi nói em á, giờ anh muốn là rước vợ về quê ấy luôn, cái vợ chồng đoàn tụ với hai nữa, thí dụ anh đi làm trên này bỏ vợ với anh không bỏ đâu. Dạ. Ấy là mình gần ở dưới á. À, gần dưới thì có. Ấy giờ mình đi làm hồ hay làm này kia đó. Có, bên anh có mối chưa? Có mối rồi hả? À, vậy là mình về dưới mình làm rồi. Có làm, có mối chưa? Vậy thì vợ chồng về quê sống rồi được rồi. Ban ngày, ban đêm thì về vợ chồng nó mới sum họp, nó gắn bó. Bây giờ mình bằng đêm, bằng ngày cũng vợ mình nó về người nó không chịu. Dạ. Bằng đêm cái nhà trọ không đúng ai. Rồi, tại vì vợ mới cưới về mà không ai rồi nó buồn, nó đâm ra thì nó khóc hoài à. Dạ. Thôi. Cái vợ chồng thì thương nhau đi, từ từ cũng sẽ mà đâu có bỏ được. Dạ. Vậy thì cái thùng này chút nữa em sẽ mua lại cho anh chị. Cái chú giúp đỡ giùm nè, chú mua đi cho chị đi, chị mang ơn lắm. Dạ. Dạ. Rồi, đi, rồi rồi rồi. Xe cổ mà chở ba ga đó. Rồi bà đỡ ba ga tiền bạc không có. Dạ. Chứ hơn nữa về quê ảnh cũng nghèo, quê chị cũng nghèo khổ lắm chú ơi, chú gắng giúp chị cho chị có đồng tiền. Dạ. Vợ chồng chị về. Thì giờ nhà nè chị, là khi nào về dưới anh chị ổn định như thế nào có gì điện cho em mừng nha. Rồi. Tại vì thấy anh chị hạnh phúc thì em cũng mừng. Vậy thứ anh quay gia đình cho anh coi, cho em coi. Dạ thì được, vậy thì em cũng rất là mừng rồi. Rồi hôm, hôm nay em đến đây, em đến đây em thấy anh chị được hạnh phúc rồi em cũng rất là vui. Anh nói thương là sướng sướng chứ không phải anh tầm bậy đâu. Hạnh phúc thì có hạnh phúc nhưng mà nói chú thương. À, hạnh phúc thì có hạnh phúc chú ơi. À, em cũng chào bên sám giả trong nước và ngoài nước. À, thì em cũng trình với anh chị trong nước và ngoài nước. Vợ chồng em là ảnh Thạch đó với Ngọc Mỹ đó, 52 tuổi đó, ở ấp 11 xã Di Thắng, huyện Di Thủy, tỉnh Hậu Giang. Vợ chồng em cũng hạnh phúc á, mấy anh mấy chị cũng mừng cho em cũng rất cảm ơn. Nhưng mà em vợ chồng hạnh phúc thì có, nhưng mà vợ chồng em nghèo lắm. Mấy anh mấy chị cũng thông cảm cho em. Dạ. Em cũng vợ chồng em cũng làm lắm nhưng mà tại vì hoàn cảnh nghèo không có tiền đâu anh chị ơi. Rồi bây giờ mình về quê thì mình làm có nhiêu mình xài nhiêu. Đúng rồi. Ở quê thì không có tốn tiền nhà trọ không có. Mà nhưng mà chị về dưới á, chị gái á, về tới nhà chị dư được chừng 1 triệu đó mà dễ gì chị tính rồi không có dư tiền xe quá dư chừng 200-300 ngàn. Thì mình về dưới thì các gia đình bên bên ông xã chị cũng thương á, có gì thì cũng ủng hộ và chia sẻ được phần nào thì chia sẻ. Còn không mấy vợ chồng cũng cố gắng làm, nếu như anh về anh làm hồ cái gì ngày cũng được 200-300 ngàn ha. Anh làm bình thường là anh chị nói với anh Năm, chị nói là tiền bạc đâu anh ơi, em ham vịt con em nuôi lắm mà em phải nuôi vịt siêu thịt đó, em phải lỡ anh đi có đi mừng mướn anh nhà em phải nuôi vịt lắm, nuôi con vịt đó là vài tháng là mình bán là mỗi một con cũng được 100 ngoài mà 30 con đó, rồi chị nuôi bậy nó bỏ đó tới ngày bự cái mình cân ra mình cũng được có tiền đôi 3 triệu quá chú. Dạ. Rồi cái chị đi bán cái bánh ếch bánh tét rồi chị gói thêm chị bán rồi chị tắt thấm thảm chùa giò đó chú, chị cũng còn gà nữa chị. Dạ. Đem nghề kìa thấm thảm chùa giò. Dạ. Để chị lấy thôi được rồi, được rồi chị. Đây nè, chị không có nói giống chú đâu, chị cái nghề mấy năm rồi mà tại vì cái này hồi lúc trước bán ế quá cho nên chị không có làm. Chị quay cho coi nè, quay cho coi nè. Chị vậy đó nè, chị về dưới chị đem dưới là chị mua kéo được cái mới nè. Rồi rồi dây đó mình làm gì, dây dài vậy. Tròn lại làm thẩm chùa chị nghề chị mười mấy năm rồi đó chú. Trời ơi, lúc trước chị bán là tiền vô lắm, tết là chị làm bán mấy triệu không đó, mua giải rồi về quay nón thì chị hớt bao bán qua quay 10 ngàn. Dạ. Rồi. Cái này thì chị thắt thẩm chùa giò là chị học nghề đó, chị làm là mười mấy năm rồi đó. Dạ. Mình thắt xong cái mình rút cũng dây ra hả chị? Rồi. Cái này là xây mâm rồi nè, rồi bắt đầu hết giấy rồi nè. Nếu mà chị thắt hoài chứ đi xây rồi chị làm chùa giò nhà tường gạch bông á chú. Nhưng mà một cái vậy mình bán được nhiêu tiền? Một cái 100 ngàn mà chị làm tới 2-3 ngày mới rồi á chú. Trời ơi, vậy là cũng cực lắm á. Cực lắm. Thôi thì về mình. Mà giải chị mua nó đó nghe chú, mà đẹp lắm, mà tại vì giải này nó không có màu, nó không có đẹp. Dạ thôi về vợ chồng thì, chị chị nè, cái kéo này mới tin chưa hết. Dạ. Giải mà không có giải hết. Về quê mình có làm được gì mình làm. Dạ. Mặn lắm các bạn. Ở dưới có dàn lưới rồi vậy được không anh? Có được, chứ dàn lưới dàn câu được. Nè, dạ. Đi làm cho chị học nghề này mười mấy năm lớn nghề rồi. Rồi rồi thì chuẩn bị đi, còn mấy ngày nữa bữa nay này em ghé đây thì bữa nay còn. Chị đâu có nói giúp chú đâu. Còn cũng khoảng một tuần nữa hả chị? Anh chị. Đúng rồi, tuần nữa. Năm sáu ngày nữa là tới giờ tới ngày về rồi, hình như 5 ngày nữa. Thôi mình cố gắng ở đây mình muốn nhà trọ ở đây nhiêu tiền anh? Tính ra giờ điện nước rồi luôn đó, không mất giá tiền 1.82 triệu. Dạ. Cái trọ không nhiều 1.2 triệu. Tại vì 1.2 triệu nhưng mà điện nước là không còn xài nữa lắm rồi, cái ông đó hùng không đưa trả 150 ngàn, cái không có tiền, cái lấy mua này cho thuốc hút rồi ăn uống cà phê của pháo anh cũng hết rồi. Thôi thì bây giờ vậy thì bây giờ cũng nữa mình cũng trả gần 2 triệu, nó tính giống như 2 triệu đi. Thì cũng được rồi, mình mấy ngày nữa mình về quê có gì thì. Mình anh nhà dưới là anh đang đóng cửa hả? Không, ở chung với bà già. Dạ. Em gái đi lấy chồng. Nhưng mà bà già cũng điện. Đó. Lên kêu về hả? Nói kêu mấy chị người già
bị gì bả nắm tay á, rồi bả không có nghe rõ cái chị em bạn dâu là em dâu Quýnh Thạch á, tôi cũng có nói chuyện với chị hoài, nói má thương chị lắm, coi bả coi đó, bả nói trời ơi, nhỏ này dễ thương lắm, à, kêu nó về đi tội nghiệp nó. Dạ. Bả thấy nó khóc thấy tội quá. Dạ vậy thì mừng. Ừ, rồi kêu về đi. Không, bà già dạ. 85 tuổi rồi, bả dạ. Bả cũng mạnh giỏi đi về. Hạnh phúc em cũng vui mừng rồi, chắc có lẽ cô chú anh chị cộng đồng mạng thấy cũng rất là vui, mừng, chúc mừng cho anh chị. Thì cuối chương trình chị Ngọc Mỹ có lời gì chia sẻ đến cho các cô chú cộng đồng mạng và chia sẻ đến cho người nhà của anh Thạch biết được cái gửi lời, nỗi lòng, gửi lời cái nỗi lòng mình đến cho chị mà xin em xin mà trong nước và ngoài nước. Em là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, 52 tuổi, ở ấp 11 xã Di Thắng, huyện Di Thủy, tỉnh Hậu Giang. Em là có lấy anh Thạch ở ảnh ở Cà Mau, còn em thì ở Hậu Giang. Em bữa cái ngày là 15 16 tây này em về quê chồng, thì chị em xin là chị là em là vợ của anh Thạch, là chị dâu có, rồi em dâu có, rồi con là con dâu là chị chồng em chồng, bên chồng là bên anh Thạch đó. Thì vài ngày, ít ngày nữa chị em bạn dâu hay là em dâu gì đó với con dâu là con xin chào má, má chồng là má của anh Thạch. Vài bữa nữa con về rồi con cũng làm dâu má, rồi cũng chị em bên chồng cũng rất thương em. Tại vì hoàn cảnh em cũng nghèo mà em thấy anh Thạch cũng hiền, em thương. Thì chị em bên chồng đó với cô bác anh chị đồ này kia nọ trong nước và ngoài nước thấy em cũng tội nghiệp, em không có chảnh chẹ gì đâu. Em cũng biết mần ăn, biết chăn nuôi, biết này kia nọ với em cũng chảnh chạch đó, thương em cảm ơn. Em chào trong nước và ngoài nước. Dạ. Anh chị cô bác. Anh Thạch có những lời gì chia sẻ đến cho cô chú khán giả mà quan tâm tới câu chuyện của anh với chị trong những ngày qua không? Tôi cũng quý kiến nè, hôm rồi á, tôi cũng có nói thương vợ tôi mà cộng đồng mạng á, đừng có ném đá chửi vợ tôi nữa. Bây giờ cũng có đứa bạn rồi, bây giờ giọng tôi hạnh phúc rồi. Có gì thì bỏ qua đi, vợ tôi hôm rồi nó nói lên trả lời, nó nói dù ba cái tiền bạc mà xíu nợ nó khóc đó. Bây giờ cũng tha thứ đi. Đừng có chửi ném đá nè với hai nè mấy anh, tôi phiền mấy anh á, người ta có vợ có chồng rồi, đừng phá hạnh phúc của người ta. Đó, mấy anh theo mấy anh mà phá hữu rồi mấy anh chịu không? Bây giờ đừng có phá gầy người ta nữa. Ai vậy là trong những ngày qua chắc có các anh gọi đến có, chị. Có, ngày nào. Dạ, giờ, thì bây, hôm nay em chia sẻ chương trình, chắc mấy anh đó cũng thấy được. Đừng làm phiền nữa, bây giờ ai cũng có chồng có vợ thì hạnh phúc cho người ta đi. Dạ, em cũng cảm ơn anh chị, em cũng chúc anh chị hạnh phúc và về quê mình làm lại cái cuộc sống mới, cuộc sống đời mới. Dạ, tại vì ở đây cũng khó khăn. Dạ, về quê không có dư chú ơi, mà tính ra phải chiều ngữ mà thức đêm, đêm chết. Dạ, thôi vậy được rồi, về mình có cái gì mình ăn đấy, về quê vợ chồng cùng làm cùng sống, có rau ăn rau, có cháu ăn cháu, hạnh phúc là được anh chị. Đúng hạnh rồi. Phúc là em cũng mừng rồi. Thì em cũng xin tạm dừng chương trình ở đây, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở các video sau. Cô chú anh chị kết nối yêu thương vui lòng liên lạc về chương trình, anh em sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Dạ em xin chào. Rồi chào. Em xin chào trong nước và ngoài nước mấy anh mấy chị cô bác gần xa. Em Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, 52 tuổi, em xin mà vợ chồng em hạnh phúc rồi. Em chào anh chị, cảm ơn nhiều lắm nha anh chị trong nước ngoài nước ơi. Em chào chú Phúc Nghĩa nghe. Dạ dạ. Mấy chú ơi, là chị mới được hạnh phúc với chồng chị mừng lắm. Chị cảm ơn mấy chú nha chú ơi. Dạ cảm ơn em lắm.